Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 51. Tiếng ầm vang cực lớn truyền tới, bóng dáng Diệp Bắc Minh bay ngược ra ngoài. Anh lùi lại chừng vài chục bước mới dừng được. Diệp Bắc Minh khiếp sợ. Giờ phút này, nội tạng trong cơ thể anh đau nhức kịch liệt, như thể muốn nổ tung. Lâm Dật còn khiếp sợ hơn. Hắn có thể dùng một quyền lập tức giết chết cảnh giới chí tôn đỉnh phong tương đương. Thế nhưng một quyền này lại không thể dễ dàng giết Diệp Bắc Minh. Khá lắm, quả nhiên cậu có thứ gì đó. Đôi mắt Lâm Dật nhíu lại. Diệp Bắc Minh nhìn Lâm Dật, anh là người thuộc thế giới cao võ. Thế giới cao võ. Người tu võ xung quanh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dật. Chỉ có mấy lão già kia lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. Lâm Dật ngạo mạn, hừ, cậu cũng xứng biết lai lịch của tôi. Dậm chân một cái. Lóe lên như sao băng, hắn chợt xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Nện nắm tay xuống bả vai Diệp Bắc Minh. Khí thế của Diệp Bắc Minh tăng vọt, Long Đế Quyết và Cửu U Thần Ma Quyết đồng thời vận chuyển. Tay trái giữ lấy nắm đấm của Lâm Dật. Tay phải đột nhiên ra đòn. Tiếng răng rắc lớn vang lên, trên người Lâm Dật lập lòe ánh sáng vàng kim. Cả người hắn bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một búng máu tươi trên không trung. Nếu không phải có ánh sáng vàng kim kia, hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Sau khi rơi xuống, Lâm Dật khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh cậu. Sao có thể chứ? Còn chưa kịp nói xong một câu, quyền thứ hai của Diệp Bắc Minh đến. Bịch! Hắn lại lần nữa chật vật bay ra ngoài. Lâm Dật gào thét, thằng kia, mày dám! Bịch! Diệp Bắc Minh đuổi theo, quyền thứ ba nện xuống mặt Lâm Dật. Mấy cái răng dính máu văng ra ngoài, Lâm Dật đau đến gần như ngất xỉu. Hắn chưa từng chật vật như vậy. Lại còn bắt nguồn từ một tên tu võ mới thánh cảnh. Mày đáng chết. Đôi mắt Lâm Dật đỏ như máu, quyền thứ tư của Diệp Bắc Minh lao đến. Còn tới nữa, coi ông đây là bao cát sao. Mày tưởng là có thể tùy ý đấm tao. Lâm Dật tức đến run rẩy, trên người phóng ra một ánh sáng màu vàng kim. Đầu kim long đằng sau hiện lên một lần nữa, một nắm đấm hung hăng đáp lại nắm tay của Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc nắm đấm của hai người va vào nhau. Răng rắc. A. À. Lâm Dật kêu lên thảm thiết, xương cốt đứt gãy. Cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn vô cùng chật vật và giận dữ, đầu óc cũng tỉnh táo chưa từng có. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, làm sao có thể, chẳng lẽ tên này là một kẻ biến thái? Cậu ta mới chỉ thánh cảnh thôi, thân thể xác thịt mà còn mạnh mẽ hơn cả mình. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ đời sau của Diệp Phá Thiên lại khủng bố đến thế? Không được. Trong lòng Lâm Dật gầm lên đầy giận dữ, mình không thể thua. Ánh vàng kim tuôn ra từ nhẫn chứa vật của hắn. Một giây sau. Trong tay Lâm Dật có thêm một bảo kiếm màu vàng kim. Một con kim long sinh động như thật quấn quanh thân kiếm. Giống. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh không hề do dự, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Chém ra một kiếm. Một tiếng cong giòn giã vang lên, cảnh tượng khiến mọi người chấn động xuất hiện. Chấm chấm chấm. Kiếm đoạn long bỗng gãy thành hai đoạn. Con người Diệp Bắc Minh co rút, nhanh chóng lùi về sau, nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy trong tay, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, thanh kiếm này là vũ khí của Diệp Phá Thiên. Kiếm trong tay người kia có đẳng cấp cao hơn kiếm đoạn long của cậu. Chấm chấm. Kiếm đoạn long gãy đoạn, bên ngoài ngục giam chấn hồn xôn xao. Diệp Bắc Minh thua. Thanh kiếm long đồ trong tay cậu ta đã giết biết bao nhiêu người. Giờ lại gãy mất. Từ khi tên này đột nhiên xuất hiện đến nay, chưa từng nghe nói cậu ta thua trận. Thần thoại vô địch của Diệp Bắc Minh sắp kết thúc. Hầu hết những người tu võ ở đây đều trừng to mắt. Vô cùng kiêng kỵ nhìn Lâm Dật. Trái tim nhỏ của Diệp Tiêu Tiêu đập bình bịch. Ha 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 ha. Lâm Dật nhe răng cười, mày đúng là con sâu hèn mọn mang huyết mạch đê tiện. 1.000.000 năm trước, tổ tiên nhà họ Lâm cầm thánh kiếm chém đứt kiếm long đồ của Diệp Phá Thiên. Hôm nay, Lâm Dật tao lại chém đứt kiếm long đồ.
Một giây sau, thánh kiếm nhà họ Lâm trong tay Lâm Giật bộc phát ra ánh kiếm đáng sợ, áp lực cực lớn ép xuống. Bịch, bịch, bịch. Người tu võ ở đó hoàn toàn chịu không nổi áp lực này. Ngoài cảnh giới chí tôn ra, gần như ai cũng quỳ trên mặt đất. Đây là sức mạnh gì? Một vũ khí thôi mà có thể đè chúng ta quỳ xuống. Này, sao có thể? Vô số người tu võ ngẩng đầu, đôi mắt mang theo nỗi sợ hãi nồng nặc. Những người cảnh giới chí tôn thì nhìn chằm chằm thánh kiếm của nhà họ Lâm, con người già nua hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Phía sau cùng, sắc mặt Lý Vân Phi tái nhợt, cúi đầu xuống, người của thế giới cao võ khủng bố như vậy sao? Diệp Bắc Minh chết chắc. Trong phút chốc, Lâm Dật đã đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Thánh kiếm của nhà họ Lâm chém xuống đầu anh. Diệp Tiêu Tiêu kêu to, Diệp Bắc Minh, anh cẩn thận. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này. Diệp Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu cười, quên nói cho anh, tôi còn có một thanh kiếm. Trong khoảnh khắc, Diệp Bắc Minh duỗi tay ra, một thanh kiếm cổ xưa khổng lồ màu đen xuất hiện trong tay anh. Thanh kiếm này có tạo hình xưa cũ, mang đến cảm giác già nua nặng nề. Lúc trông thấy nó, thánh kiếm nhà họ Lâm trong tay Lâm Giật thế mà run lên một cái. Như là đang sợ hãi. Thánh kiếm đang sợ hãi sao? Không thể nào. Lâm Giật hoàn toàn không tin, đôi mắt lạnh lẽo, giết. Chém thánh kiếm xuống. Kiếm càn khôn chấn ngục chặn ngang đón lấy. Tiếng răng rắc vang lên. Thánh kiếm không thể ngăn cản của nhà họ Lâm ầm ầm sụp đổ như dán bằng giấy. Lâm Giật hoàn toàn ngây dại. Hắn ta dường như chịu kích thích cực lớn, con người điên cuồng co rút lại, xảy ra chuyện gì vậy? Không thể nào. Sự uy của vụ nổ ập tới, Lâm Giật lăn lông lốc như chó chết. Một hơi phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Giật thiếu gia. Hai tiếng kêu hoảng sợ đồng thời vang lên. Từ chỗ tối, hai lão già xông ra, đón lấy Lâm Giật. Kiểm tra một hồi, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi, đáng chết. Gân mạch của Giật thiếu gia bị sức mạnh lúc thánh kiếm nổ tung đánh gãy. Tạch, tạch. Hai lão già nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, mày, đáng chết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc, bọn họ là cảnh giới tôn giả. Vừa dứt lời, lão già mặt đen trực tiếp ra tay. Hơi thở kinh khủng của cảnh giới tôn giả bao phủ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm chấn ngục, trong khoảnh khắc anh muốn ra tay. Ầm ầm. Không gian trên bầu trời ngục giam chấn hồn đột nhiên chấn động, một cánh cửa không gian xuất hiện. Cảnh giới tôn giả lại dám ra tay ở thế giới võ cấp thấp. Âm thanh lạnh như băng vang lên, các người coi giám sát sử của thế giới là cái gì? Giám sát sử thế giới. Người tu võ của đại lục thượng cổ mê mang. Chỉ có số ít mấy lão già cảnh giới chí tôn biết, khuôn mặt già nua lập tức tái nhợt như tuyết. Lão già mặt đen dừng lại, kiêng kỵ nhìn ba thanh niên đi ra từ trong vết nứt không gian. Thanh niên vừa nói chuyện không cao, chỉ chừng 1m7. Nhưng mang lại cho người ta áp lực cực kỳ khủng bố, lá gan của ông cũng to thật, ai cho phép ông ra tay tại thế giới võ cấp thấp. Chấm chấm chấm. Ông biết sẽ có kết quả gì không? Khuôn mặt lão già mặt đen lập tức trắng bệch. Lúc này, Lâm Dật đang bị trọng thương mở miệng nói, anh thôi, đã lâu không gặp. Mọi người sửng sốt quay đầu lại. Chẳng lẽ Lâm Dật lại biết thanh niên đáng sợ này sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ồ, ra là anh Lâm. Thôi Triệu tỏ vẻ mới phát hiện ra Lâm Dật, sao anh Lâm lại bị thương thế? Lâm Dật lắc đầu, xui thôi. Thôi Triệu cố tỏ ra ngạc nhiên, không thể nào, chẳng lẽ loại đại lục võ đạo cấp thấp này cũng có thể tổn thương đến anh Lâm sao? Anh Lâm, thế là không được rồi, 3 tháng sau học viện giám sát sẽ tuyển sinh đó. Tôi thấy gân mạch của anh đã đứt hết, 3 tháng sau có thể khôi phục được không? Lâm Dật lấy mấy viên thuốc ra rồi nuốt vào. Cảm ơn anh thôi đã quan tâm, 3 tháng sau, tôi nhất định trở thành học trò của học viện giám sát. Vậy thì tốt. Thôi Chịu cười đầy thâm ý, nhưng mà anh Lâm này, người tu võ của nhà họ Lâm các anh đã phá hỏng quy tắc rồi. Cảnh giới chí tôn lại ra tay ở thế giới võ cấp thấp,
anh nói xem nên làm gì bây giờ. Sắc mặt Lâm Dật cực kỳ khó coi. Hắn tiện tay ném một cái nhẫn chữ vật ra. Thôi Triệu đón lấy, nhìn vào trong. Hắn ta liếc qua ông già mặt đen, được rồi, nể tình anh còn chưa ra tay. Bổn giám sát sứ không truy cứu trách nhiệm của anh, lần sau không được phá lệ. Cảm ơn. Lâm Dật gật đầu. Giám sát sứ đã tới, hắn cũng bị thương. Đương nhiên không thể nào làm gì được Diệp Bắc Minh nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, tao nhớ mặt mày. Chúng ta đi thôi. Dạ. Hai lão già gật đầu, chuẩn bị mang Lâm Dật rời đi. Diệp Bắc Minh bước ra, ngăn ba người lại, Lâm Dật, tôi cho anh đi chưa? Cái gì? Hắn ta điên rồi sao? Ánh mắt tất cả người thu võ ở đó lập tức tập trung vào Diệp Bắc Minh. Kể cả ba người Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành cũng ngây người. Bên ngoài ngục giam trấn hồn hoàn toàn yên tĩnh. Như thể thời gian đã ngừng lại. Giọng Diệp Tiêu Tiêu run rẩy, Diệp Bắc Minh, anh đừng làm loạn. Lâm Dật cũng sửng sốt, không dám tin vào tai mình, mày nói gì cơ? Ha ha ha. Lâm Dật cười ra nước mắt. Giây tiếp theo. Giọng hắn trầm xuống, chợt quát lên, Diệp Bắc Minh, mày mẹ nó thật sự cho rằng mày là Diệp Phá Thiên à? Tao muốn đi còn cần mày đồng ý. Keng. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, kiếm càn khôn chấn ngục trực tiếp chém về phía Lâm Dật. Hai ông già vây lấy Lâm Dật, chật vật đánh anh. Ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, mặt đất nổ thành một vệt kiếm dài mấy trăm mét. Thằng danh con, mày dám ra tay với bọn tao. Giọng hai lão già khàn khàn, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu vì tức giận. Nếu không phải vì giám sát sứ của thế giới đang ở đây, bọn họ nhất định sẽ xé nát Diệp Bắc Minh trong nháy mắt. Sắc mặt Lâm Dật trắng bệch, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo, Diệp Bắc Minh, mày, được lắm. Thật, thật, được lắm. Mỗi một chữ, hắn đều nghiến răng. Anh phiền ghê, chết đi cho ông. Diệp Bắc Minh nổi giận gào lên. Ảnh Thuấn. Tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục đánh tới. Thôi Chịu nhẹ nhàng lên tiếng, dừng tay. Diệp Bắc Minh làm như không nghe thấy, chém về phía ba người kia. Thằng nhãi kia, mày. Hai lão già cảnh giới tôn giả thở hổn hển. Có giám sát sứ ở đó nên bọn họ không dám ra tay, chỉ có thể mang Lâm Dật lui về phía sau. Mặt rất ầm ầm nổ tung, bụi mù nổi lên xung quanh. Một kiếm đó gần như chém xuống người bọn họ, như thể tử thần sát qua vai. Ba người kia vô cùng chật vật, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng đôi mắt đầy tia máu. Mắt Thôi Chịu trầm xuống, lạnh nhạt nói, thằng kia, mày coi là bổn giám sát sứ không tồn tại à? Diệp Bắc Minh cười, mày là thứ gì chứ? Có liên quan gì đến tao? Hít. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy nghẹt thở. Diệp Bắc Minh lại dám mạnh miệng với giám sát sứ của thế giới. Suýt chút nữa Lâm Dật đã cười ra tiếng, Diệp Bắc Minh à Diệp Bắc Minh, mày tự làm bậy, không thể sống. Mày nói gì? Thôi Chịu ngẩn người, lập tức phản ứng lại, cất giọng trầm thấp, thằng nhãi, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Diệp Bắc Minh quát lên, mày CMN có phải tự cho là mình rất ra gì không? Giám sát sứ của thế giới, trâu lắm à? Cả ngày làm bộ cao cao tại thượng, tự cho là mình đại diện cho công bằng và chính nghĩa. Hôm nay ông đây muốn giết Lâm Dật, mày làm được gì chứ? Hai con chó già bên cạnh hắn có dám ra tay với tao không? Giám sát sứ của thế giới ở đây thì đã sao? Nếu bọn họ ra tay, mày sẽ không đứng xem chứ? Hay là, mày dám không tuân theo quy tắc, ra tay với tao? Chán Thôi Chịu nổi gân xanh, mày. Diệp Bắc Minh nói đúng. Hắn ta quả thực không dám ra tay. Diệp Bắc Minh cũng thấy điều đó, quát lớn lên, đã không dám thì câm mồm cho ông. Nếu không ông đây giết mày luôn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trố mắt nghẹn họng. Nhìn Diệp Bắc Minh như gặp ma. Người điên. Hắn ta nhất định là người điên. Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành điên cuồng nuốt nước miếng, giết vị giám sát sứ này sao? Đờ mờ,
hắn ta còn ngông cuồng hơn Diệp Phá Thiên nữa. Diệp Tiêu Tiêu cứng người, há miệng. Ngay cả Lâm Dật và hai lão già cảnh giới tôn giả kia cũng bối rối. Đột nhiên. Thôi Triệu cười gằn, thằng nhãi, mày ngông cuồng lắm. Nhưng mày không nên nói ra câu sau cùng, dám giết cả tao. Mày có biết uy hiếp giám sát sứ của thế giới có hậu quả gì không? Tao có thể trực tiếp xóa bỏ mày mà không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Hắn ta dứt lời, giọng một cô gái vang lên, thế sao? Anh dám đụng vào một sợi tóc của cậu ấy? Có tin tôi giết hết cả nhà họ thôi không? Mắt Thôi Triệu đỏ bừng, ai? Giây tiếp theo. Một làn sóng sức mạnh không gian truyền tới, trên không trung xuất hiện một cánh cửa truyền tống. Một cô gái tuyệt sắc đi ra, xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Là cô. Khi thấy cô gái tuyệt sắc kia, lửa giận của Thôi Triệu lập tức tắt. Diệp Bắc Minh vừa ngạc nhiên vừa kích động, nhị sư tỷ. Sao chị lại tới đây? Cô gái tuyệt sắc khẽ mỉm cười, tiểu sư đệ, em muốn giết ai thì giết người đó, chị xem ai dám ra tay với em. Một cổ uy áp đáng sợ tấn công tới. Hai ông già nhà họ Lâm hoảng sợ cúi đầu xuống. Thôi Triệu và hai giám sát sứ còn lại không dám ho he gì. Được. Diệp Bắc Minh không chậm trễ chút nào, một bước xuất hiện trước mặt Lâm Dật. Kiếm Chấn Ngục chém xuống. Anh Thôi, không, cứu tôi. Trong mắt của Lâm Dân điên cuồng co rút lại, hắn tuyệt vọng hét lên. Phụt. Một màn huyết vụ nổ tung. Chấm chấm chấm. Trong khoảnh khắc Lâm Dật chết. Thế giới cao võ, sâu trong tổ địa nhà họ Lâm. Lão tổ nhà họ Lâm đang tính tọa chợt mở mắt, vẻ mặt chấn động, Dật Nhi, chết rồi. Xung quanh im lặng. Lâm Dật ngông cuồng tự đại đã chết. Cô gái tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện là ai? Lại có thể khiến hai người cảnh giới tôn giả của nhà họ Lâm và ba vị giám sát sứ của thế giới không dám phản kháng. Cậu Dật. Hai ông lão trợn to mắt, mắt đầy tia máu. Ông già mặt đen lại gào lên, Diệp Bắc Minh, mày lại dám giết cậu Dật. Mày đúng là không biết sống chết, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho mày. Bất kỳ ai có liên quan đến mày cũng sẽ chết vì mày, bọn họ sẽ cùng mày xuống địa ngục. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì. Giọng nói lạnh băng của nhị sư tỷ vang lên, ông đang uy hiếp sư đệ của tôi sao? Giết! Một tiếng thét dài, nhị sư tỷ bỗng nhiên ra tay. Bàn tay tuyệt đẹp vỗ xuống, ông già mặt đen bị đè dưới đất, hóa thành bùn nát. Dứt khoát! Không hề rông dài! Mọi người hoàn toàn ngây người. Rốt cuộc người phụ nữ này có cảnh giới gì? Ông già mặt đen chính là cảnh giới tôn giả. Lại bị đập một cái chết luôn. Cô! Ông già còn lại đổi sắc mặt, sợ hãi không ngừng lùi về phía sau cô. Cô cũng là người của học viện giám sát. Cô lại dám lạm sát người vô tội, chẳng lẽ không sợ nhà họ Lâm tố cáo tới học viện giám sát sao? Nhị sư tỷ thờ ơ nói, người này ra tay ở thế giới võ đạo cấp thấp, vốn đã đáng chết. Ông già nhà họ Lâm ngây người, cô điên đảo thị phi, rõ ràng ông ấy không ra tay. Ha ha! Nhị sư tỷ cười đầy thâm ý, Thôi Triệu, ông ta có ra tay không? Thôi Triệu vội vàng gật đầu, thư cô Thiên Nhận Băng, ông ta đã ra tay. May mà cô Thiên Nhận Băng đánh chết ông ta, duy trì hòa bình của thế giới. Thiên Nhận Băng hài lòng gật đầu, nghe chưa? Cô! Ông già nhà họ Lâm tức giận suýt chút nữa hộc máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, thằng nhãi, coi như mày may mắn. Nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua, mày đợi đó. Dầm. Thiên Nhận Băng lại vỗ một chưởng xuống, đánh ông già nhà họ Lâm trọng thương. Ông già nhà họ Lâm nằm trên đất như chó chết cô. Tôi không ra tay, sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Thiên Nhận Băng lười trả lời ông ta, biết tại sao tôi không giết ông không? Về nói với lão tổ nhà họ Lâm, còn dám nhăm nhe sư đệ của tôi. Sau này tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho các học trò của nhà họ Lâm ở học viện giám sát. Đồng tử của ông già nhà họ Lâm co rút lại cô. Ông ta không dám nói thêm nữa.
Thôi Triệu nhìn lão già nhà họ Lâm bằng vẻ mặt đồng tình, ông trêu chọc ai cũng được, nhưng mà lại dám trêu chọc cô nhóc này. Cô ta ở học viện giám sát còn không thèm coi cả viện trưởng ra gì. Vài giáo viên có lai lịch lớn đều là người theo đuổi của cô ta, nếu thật sự đánh nhau, nhà họ Lâm đúng là không đủ xem. Ngu ngốc! Thiên Nhận Băng quát lạnh một tiếng. Lão già nhà họ Lâm ngã xuống đất, chật vật rời đi. Thiên Nhận Băng chuyển ánh mắt, Thôi Triệu, mấy người còn ở nơi này làm gì? Thôi Triệu chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, cô giáo Thiên Nhận Băng, chúng tôi sẽ cút ngay lập tức. Nói xong liền xoay người tiến vào cái khe không gian, biến mất. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, khí tức khủng bố quanh người bùng nổ. Gào! Tiếng rồng gầm vang vọng chín tầng trời, từ giờ trở đi, 99 Long Sơn chỗ này thuộc về danh nghĩa của nhà họ Diệp. Không có sự cho phép của người nhà họ Diệp, người tu võ nào, thế lực nào. Dám can đảm bước vào trong phạm vi nhà họ Diệp một bước, giết không tha. Trong vòng 100 giây kế tiếp, người tu võ nào vẫn còn ở trong phạm vi của ngục giam trấn hồn cũng sẽ bị giết không tha. Cút! Anh hét to một tiếng. Đám người tu võ bên ngoài ngục giam trấn hồn giống như là gặp quỷ, không dám dừng lại một giây nào. Tất cả đều nhanh chóng lao ra bên ngoài. Ở cuối đám người, trong mắt Lý Vân Phi nóng như lửa đốt, đây chính là giám sát sử. Học viện giám sát. Đây mới là nhân vật đỉnh cao nhất, nếu mình có thể đi vào học viện giám sát, thế lực ở đại lục thượng cổ tính là cái thá gì? Hắn ta siết chặt nắm đấm, thề, mình nhất định sẽ chấp nhận tất cả mọi giá để tiến vào học viện giám sát. Sau đó hắn ta lẩn vào trong đám người rời đi. Sau một lát, cả ngục giam trấn hồn chỉ còn lại có Diệp Bắc Minh, Thiên Nhận Băng, Diệp Tiêu Tiêu. Cộng với đám người Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi đến trước mặt Thiên Nhận Băng, nhị sư tỷ, đã lâu không gặp. Vẻ lạnh lùng trên mặt Thiên Nhận Băng biến mất. Thay vào đó là nụ cười cưng chiều. Cô ấy vươn tay nhéo hai má Diệp Bắc Minh một chút, mới hơn một năm không gặp mà tiểu sư đệ đã cao lên rồi, cũng đẹp trai hơn. Nếu không phải đã sớm xem ảnh của tiểu sư đệ, chị còn không thể tin được đâu. Diệp Tiêu Tiêu ngây người. Thiên Nhận Băng so sánh với vừa rồi, quả thực chẳng khác gì hai người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhị sư tỷ đừng giễu cợt em. Nếu không phải chị xuất hiện, em còn không biết nên làm cái gì mới tốt đây. Phì! Thiên Nhận Băng cười khúc khích, tiểu sư đệ, cho dù chị không đến, em cũng sẽ không có chuyện gì. Thanh kiếm này của em. Ánh mắt cô ấy ngưng tụ, dừng ở thân kiếm chấn ngục, ngay cả chị đều cảm giác được nguy hiểm. Tiểu sư đệ dùng hết sức, muốn ra tay giết cảnh giới tôn giả cũng không phải là nói chơi. Diệp Bắc Minh khẽ cười, gật đầu. Nhận được đáp án khẳng định, đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Băng dao động một chút. Diệp Bắc Minh tò mò hỏi, nhị sư tỷ, chị đến thế giới cao võ sao? Hơn nữa chị còn là giáo viên của học viện giám sát. Học viện giám sát là chỗ nào? Thiên Nhận Băng kéo cánh tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống. Cô ấy dán lồng ngực lên cánh tay anh, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em hỏi nhiều như vậy, muốn chị trả lời em thế nào đây? Vừa ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Còn có một làn gió thơm phức mũi đánh úp. Diệp Bắc Minh đều không dao động tí gì, nói lần lượt đi. Phì! Thiên Nhận Băng cười đến mức lồng ngực run run, tiểu sư đệ, em vẫn không thay đổi chút nào. Câu hỏi thứ nhất của em, thân thế của chị khá đặc biệt, không phải đi thế giới cao võ. Mà là trở về thế giới cao võ. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nhị sư tỷ lại là người của thế giới cao võ. Còn không chờ anh nghĩ nhiều. Câu hỏi thứ hai của em, chị quả thật là giáo viên của học viện giám sát. Câu hỏi thứ ba của em, học viện giám sát là một thế lực đặc biệt của thế giới cao võ, không thuộc sự quản lý của bất cứ thế lực nào. Sự tồn tại của nó là vì giữ gìn trật tự trong vị diện đó. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhị sư tỷ, không phải lối đi giữa thế giới chân võ và thế giới cao võ đã bị phong tỏa sao? Vì sao người ở thế giới cao võ còn có thể xuống thế giới chân võ? Thiên Nhận Băng giải thích, tiểu sư đệ,
loại phong tỏa này là để cấm người tu võ ở thế giới chân võ đi đến thế giới cao võ. Mà không phải phong tỏa chân chính. Ồ, ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động. Nếu em có được đủ thực lực, có thể mạnh mẽ đi đến thế giới cao võ thì sao? Thiên Nhận Băng biến sắc, tiểu sư đệ, em ngàn vạn lần không cần làm như vậy. Em làm thế là hành vi nhập cư trái phép, một khi bị phát hiện. Các thế lực ở thế giới cao võ đều có thể đuổi giết em vô điều kiện. Cho dù có đuổi giết em vào vị diện cấp thấp cũng sẽ không có cấm chế gì cả, có thể trực tiếp đánh chết em. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu. Ngay sau đó, nhị sư tỷ, vì sao nhà họ Diệp thượng cổ lại bị giết? Diệp Phá Thiên rốt cuộc đã đắc tội ai? Thiên Nhận Băng trầm mặc. Cô ấy nhíu chặt mày lại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, sư tỷ, nhất định là chị có biết đúng không? Chị. Thiên Nhận Băng vô cùng do dự. Diệp Bắc Minh nhìn vào mắt Thiên Nhận Băng, sư tỷ, em là con cháu nhà họ Diệp. Em phải biết rõ tất cả những chuyện này, mong sư tỷ nhất định phải nói cho em biết. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh kiên trì như thế. Cuối cùng Thiên Nhận Băng cũng mở miệng, không phải vấn đề của bản nhân Diệp Phá Thiên, là bởi vì. Cô ấy do dự mãi mới phun ra hai chữ, hoa tộc. Diệp Bắc Minh sửng sốt, hoa tộc. Thiên Nhận Băng gật đầu, không sai, hoa tộc. Thế giới chân võ có một đám người tu võ cực kỳ yêu nghiệt, tự xưng là hoa tộc đến từ Côn Luân Hư. Người tu võ của hoa tộc có thiên phú rất khủng bố, đặc biệt lấy Diệp Phá Thiên của nhà họ Diệp cầm đầu. Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã vượt qua đa số người tu võ ở thế giới cao võ rồi. Không chỉ như thế, ngay cả chủng tộc có huyết mạch thiên thần như bọn chị ở thế giới cao võ, thiên phú tu võ đều thua kém người tu võ của hoa tộc. Rất nhiều người tu võ của hoa tộc gia nhập học viện giám sát, tiến vào top 1000 trong bảng xếp hạng của học viện. Hoa tộc gần như chiếm cứ 1/3. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, hoa tộc có thiên phú tu võ mạnh như vậy sao? Thiên Nhận Băng gật đầu, người của hoa tộc rất chăm chỉ, hơn nữa còn có ý chí kiên định. Bọn họ rất thích hợp tu võ, ngay cả con cháu của huyết mạch thần tộc cũng thua kém người của hoa tộc. Vì thế người có được huyết mạch thần tộc bắt đầu chèn ép hoa tộc. Bọn họ nói huyết mạch hoa tộc thấp kém, là chủng tộc mang theo nguyên tội. Hơn nữa lúc ấy Diệp Phá Thiên gia nhập học viện giám sát, tính cách quá mạnh mẽ. Đột nhiên có một ngày học viện giám sát truyền tin tức, Diệp Phá Thiên trộm bảo vật của học viện giám sát. Sau đó Diệp Phá Thiên liền bị đuổi giết. Những người tu võ khác của nhà họ Diệp và hoa tộc cũng bị con cháu thần huyết chèn ép. Dưới sự áp lực mà con cháu thần huyết tạo ra, các đệ tử hoa tộc ở học viện giám sát đều bị giết. Nói tới đây, Thiên Nhận Băng tạm dừng một chút, tất cả người của hoa tộc đều bị chém đầu công khai. Cái gì? Diệp Bắc Minh biến sắc. Một ngọn lửa giận phun ra ào ào. Trong phút chốc, bốn hư ảnh rồng đột nhiên hiện ra sau lưng anh. Một luồng sát khí khủng bố thổi đến. Ngay sau đó, cả bầu trời ngục giam chấn hồn đều rơi vào một mảnh đêm tối. Cho dù Diệp Phá Thiên thật sự trộm bảo vật, cũng không thể giết hết tất cả người của hoa tộc chứ. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động giận dữ. Thiên Nhận Băng tiếp tục nói, sau khi Diệp Phá Thiên biết được việc này thì cực kỳ giận dữ. Ông ta đã dẫn theo mấy trăm vị cường giả đi tìm con cháu thần huyết để đòi lại công bằng, nhưng lại bị các thế lực lớn hợp tác ngăn lại. Sau một trận chiến, gần như tất cả đều ngã xuống. Về sau con cháu thần huyết lại bắt tay nhau đánh nát thế giới chân võ. Long mạch núi Côn Luân mà nhiều thế hệ hoa tộc sinh sống cũng bị chặt đứt. Từ đó về sau lúc sau, núi Côn Luân hóa thành Côn Luân Hư. Hoa tộc lại không thể được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, cả đời sinh sống ở một góc hẻo lánh của đại lục chân võ, tự sinh tự diệt. Long quốc bây giờ chính là đời sau của hoa tộc lúc trước. Thiên Nhận Băng nói liền một mạch. Đậu má. Diệp Bắc Minh nổi đầy gân xanh. Sỉ nhục. Hoa tộc lại bị chèn ép như vậy. Núi Côn Luân còn bị chặt đứt. Long mạch đoạn tuyệt. Anh là con cháu hoa tộc, sao có thể chịu để tổ tiên phải chịu loại nhục nhã này được? Mẹ nó chứ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ như máu, sư tỷ, những gì mà chị nói đều là thật sao?
Thiên Nhận Băng thở dài một hơi, tiểu sư đệ, việc này căn bản chả là bí mật gì cả. Một người bình thường ở thế giới cao võ cũng biết, bọn họ căn bản không sợ chuyện này truyền ra. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận, vậy mà lại không thèm che giấu chút nào. Thiên Nhận Băng lắc đầu, chủng tộc thần huyết luôn luôn cao ngạo, không coi ai ra gì. Căn bản khinh thường che giấu. Đột nhiên, một miếng ngọc bội trên cổ Thiên Nhận Băng lóe ra hào quang. Cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt, tiểu sư đệ, chị đã ở đây lâu lắm rồi, chị phải đi đây. Sau khi bỏ lại một câu, Thiên Nhận Băng vội vã rời đi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, thế giới cao võ, sâu trong nhà họ Lâm. Một lão ghìa quỳ trên mặt đất. Giật Nhi đã chết. Thánh kiếm cũng bị phá hủy. Hai cảnh giới tôn giả đi theo Giật Nhi, một người đã ngã xuống. Lâm Phong Hoa, tên vô dụng này, ông làm cái gì vậy hả? Lão tổ nhà họ Lâm hung tợn rít gào. Cuồng phong bốn phía bắt đầu khởi động, những tiếng gào khóc thảm thiết giống như là tận thế vậy. Lâm Phong Hoa nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, lão tổ, thật sự không thể trách chúng tôi được. Chủ yếu là đột nhiên có một người tên là Thiên Nhận Băng xuất hiện. Nếu không phải cô ta ra tay, chúng tôi đã sớm giết Diệp Bắc Minh rồi. Nếu không Giật thiếu gia cũng sẽ không ngã xuống. Lão tổ nhà họ Lâm nâng tay túm lấy cổ họng Lâm Phong Hoa, nói, có chuyện gì? Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, Lâm Phong Hoa thống khổ mở miệng, lão tổ, tôi cũng không biết là có chuyện gì, ả đàn bà đó đột nhiên xuất hiện. Nhưng hình như ả đàn bà này là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Nhà họ Lâm lão tổ nhíu mày, sư tỷ. Lâm Phong Hoa điên cuồng gật đầu, đúng vậy, cô ta gọi Diệp Bắc Minh là tiểu sư đệ. Lão tổ nhà họ Lâm tiện tay ném Lâm Phong Hoa ra bên ngoài. Ông ta chật vật ngã trên mặt đất, quay cuồng vài vòng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến dưới chân lão tổ nhà họ Lâm, điên cuồng dập đầu, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Cho ông một tiếng. Hãy điều tra rõ xem đây là chuyện gì. Lão tổ nhà họ Lâm đá bay Lâm Phong Hoa ra, nếu không tra được thì mang đầu tới gặp tôi. Một tiếng sau, Lâm Phong Hoa kích động chạy về, lão tổ, tôi tra được rồi. 6 năm trước, Thiên Nhận Băng này lại rời khỏi thế giới cao võ, đến Côn Luân Hư học nghệ. Lão tổ nhà họ Lâm sửng sốt, Côn Luân Hư. Đôi mắt ông ta chợt ngưng tụ, ông nói là Côn Luân Hư mà hoa tộc ở. Đúng là. Lâm Phong Hoa gật đầu. Đột nhiên. Lão tổ nhà họ Lâm nhe răng cười, ha ha ha, Thiên Nhận Băng, cô phá hỏng chuyện tốt của lão phu thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Truyền tin tức ra, gia tộc Thiên Nhận cấu kết với hoa tộc. 6 năm trước Thiên Nhận Băng đến Côn Luân Hư học tập vũ kỹ hoa tộc, đó là chứng cứ. Lâm Phong Hoa ngây người, lão tổ, nếu tin tức này mà truyền ra. Chẳng phải gia tộc Thiên Nhận sẽ xong rồi sao? Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh đứng dậy, đi về phía cửa ngục giam trấn hồn. Từ Nguyên chào phúng nở nụ cười, Diệp Bắc Minh, tôi đã sớm nói rồi, huyết mạch hoa tộc không được. Chỉ có khi trở thành long tộc mới có cơ hội tiến vào thế giới cao võ. Diệp Bắc Minh tung một quyền đánh Từ Nguyên thành mưa máu, ngay cả chủng tộc của mình mà ông còn khinh thường, ông không xứng sống. Từ Lâm và Từ Thành quá sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Một luồng kiếm khí màu đen xé rách không khí, đánh hai người nổ tung. Sau đó anh xoay người tiến vào ngục giam trấn hồn. Ánh mắt Diệp Tiêu Tiêu co rút lại một chút, đi theo phía sau. Hai người đi vào chỗ sâu nhất. Một cánh cửa đá khổng lồ lẳng lặng đứng ở trước mắt. Rộng lớn, xa xưa, uy nghiêm. Bên trên cửa đá có điêu khắc hoa văn chân long. Còn có một cái ổ cắm chìa khóa. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, cắm kiếm đoạn long vào ổ khóa kia. Không có phản ứng gì. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao lại thế này? Không thể mở ra. Còn thiếu một thứ này nữa, Diệp Tiêu Tiêu tiến lên. Cô ta lấy ra một cái lệnh bài hình rồng, đặt vào một cái khe trên cửa đá. Ầm ầm ầm, cửa đá chấn động, ầm ầm mở ra. Một giọng nói già nua vang lên, con cháu nhà họ Diệp cuối cùng cũng đến đây rồi.
Diệp Tiêu Tiêu nấp ở phía sau Diệp Bắc Minh. Lồng ngực gần như dán lên lưng Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch, cánh cửa đá này đã không được mở ra gần triệu năm rồi, vậy mà vẫn còn có người còn sống. Rốt cuộc đó là người hay quỷ? Giọng nói của Diệp Tiêu Tiêu cũng đang run rẩy. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, Diệp Phá Thiên, ông không chết. Là tôi. Giọng nói già nua truyền đến, chứng thực suy nghĩ của Diệp Bắc Minh. Tôi đã sớm ngã xuống, đây chỉ là một chút tàn hồn của tôi thôi. Đời sau của tôi, vào đi. Diệp Bắc Minh không nói gì. Sau khi tự hỏi vài giây, anh mới bước từng bước vào bên trong bảo khố nhà họ Diệp. Ê! Diệp Tiêu Tiêu có chút sợ hãi. Nhưng cô ta vẫn cắn răng đi theo. Sau khi tiến vào bảo khố nhà họ Diệp, Diệp Tiêu Tiêu phát hiện Diệp Bắc Minh đứng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích. Diệp Tiêu Tiêu vội vàng theo sau, Diệp Bắc Minh, anh làm sao vậy? Cô ta còn chưa nói xong đã hoàn toàn ngừng thở. Cả người cứ như hóa đá, nhìn về phía cảnh tượng trước mặt. Thậm chí còn có ánh mắt khó tin, trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Đây đâu phải bảo khố nhà họ Diệp, mà là một phần mộ. Nhìn qua một cái, chỗ nào cũng đều là bia mộ kéo dài không dứt. À! Diệp Tiêu Tiêu bịt chặt cái miệng nhỏ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, nơi này không phải bảo khố nhà họ Diệp sao? Sao lại là một phần mộ vậy? Giọng nói của Diệp Phá Thiên vang lên, cậu có biết vì sao nơi này tên là Ngục Giam Trấn Hồn không? Ngục Giam Trấn Hồn. Diệp Bắc Minh sửng sốt, sắc mặt biến đổi. Lập tức phản ứng lại, Ngục Giam Trấn Hồn. Trấn Hồn. Trấn Hồn của tiền bối hoa tộc. Diệp Tiêu Tiêu rất thông minh, trong nháy mắt đã phản ứng lại, hả? Chẳng lẽ những người chôn ở chỗ này đều? Diệp Phá Thiên gật đầu, không sai. Bọn họ có người là huynh đệ kề vai chiến đấu cùng tôi, cũng có những người tôi chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đến từ hoa tộc. Trên người chảy dòng máu giống như chúng ta. Chỉ tiếc tất cả bọn họ đều bị sát hại. Diệp Bắc Minh có chút khiếp sợ. Phần mộ phía trước quá rậm rạp, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Ban đầu lúc nghe được chuyện của hoa tộc từ nhị sư tỷ, Diệp Bắc Minh đã cảm thấy vô cùng giận dữ. Giờ phút này, nhìn thấy phần mộ dài vô biên, anh lại cảm thấy rung động và thương tiếc. Nhiều cường giả hoa tộc như vậy, thế mà tất cả đều ngã xuống. Nếu bọn họ còn sống, hoa tộc sẽ mạnh như thế nào chứ? Diệp Bắc Minh khó hiểu, nếu nơi này là một phần mộ, vì sao bên ngoài lại đồn đãi nơi này là bảo khố nhà họ Diệp? Diệp Phá Thiên nói, cậu tới gần bia mộ nhìn xem. Bia mộ. Diệp Bắc Minh tới gần một bia mộ. Anh cúi đầu nhìn lại. Không khỏi chấn động. Bên trên bia mộ không chỉ khắc tên tuổi, lai lịch, gia tộc của chủ nhân ngôi mộ. Vậy mà còn khắc chi chít những công pháp võ đạo. Đây là... Ánh mắt Diệp Bắc Minh co rút lại một chút, thiên phạm long ấn, võ kỹ cấp đế. Huyết cuồng đao pháp. Võ kỹ cấp đế. Truy phong trục nhật tiễn, võ kỹ cấp đế. Thậm chí còn có kinh lôi trảm, lạc nhạn kiếm pháp, đằng không thuật, thương long kính. Bất diệt kim thân quyết, long đế quyết. Con người của Diệp Bắc Minh điên cuồng co rút lại trời. Sao có thể? Những thứ này đều là công pháp bên trong tháp càn khôn chấn ngục mà. Sao lại được khắc ở trên bia mộ? Tiểu tháp, đây là chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, bản tháp có thể thu nhận sử dụng công pháp của các thế giới, sau đó thưởng cho ký chủ công pháp thích hợp nhất. Cho nên công pháp của hoa tộc được ghi chép lại cũng là điều bình thường. Diệp Bắc Minh ngây người, cho nên thật ra đó đều là công pháp do tiền bối hoa tộc sáng tạo ra. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Diệp Bắc Minh nhìn đống bia mộ dài rằng rặc. Lập tức hiểu ra, khó trách nhà họ Từ coi nơi này là bảo khố nhà họ Diệp. Đối với người tu võ mà nói, không có gì quý giá hơn công pháp. Đồng thời, Diệp Bắc Minh cũng hiểu được vì sao Côn Luân Hư lại trở thành một vùng đất hạng ba. Vì sao trên đại lục chân võ không còn một chỗ cắm rủi cho hoa tộc.
Bởi vì tất cả tiền bối Hoa tộc đều đã ngã xuống. Truyền thừa đoạn tuyệt. Tất cả võ kỹ đều bị khắc lên trên bia mộ, người bên ngoài không biết. Sao có thể truyền ra rộng rãi được? Diệp Phá Thiên nói, Diệp Bắc Minh, Diệp Tiêu Tiêu, nếu hai người đã đi vào nơi này. Vậy tôi sẽ giao chuyện kế tiếp cho hai người. Không thể để mọi người đổ máu rơi lệ nữa, mong hai người hãy kéo dài truyền thừa của Hoa tộc. Ngay sau đó, một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện, tất cả bia mộ ở đây lấp lóe lên giống như là đang hô hấp vậy. Chiếu sáng cả thế giới ngầm như ban ngày. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, hét lên với đống bia mộ ở đây, các vị tiền bối cứ yên tâm, Diệp Bắc Minh nhất định sẽ để truyền thừa của mọi người được kéo dài mãi mãi. Trong phút chốc, tất cả bia mộ đồng thời sáng lên. Tỏa ra ánh sáng chói lóa như mặt trời. Sau một lát mới tắt. Hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Chỉ còn một cái bia mộ cuối cùng vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, đi đến trước mặt bia mộ này. Đúng là phần mộ của Diệp Phá Thiên, chấp niệm cuối cùng của bọn họ cũng đã biến mất, Bắc Minh, dựa vào cậu đấy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh có chút phức tạp, tổ tiên, vì sao thế lực của thế giới cao võ lại phải đuổi giết mọi người? Diệp Phá Thiên thở dài một tiếng, là do tôi quá ngây thơ, lại nghĩ có thể lấy lực lượng bản thân để tung hoành khắp nơi. Bắc Minh, cậu phải nhớ kỹ, trước khi chưa có thực lực tuyệt đối, nhất định không được kích động như vậy. Nếu không sẽ dẫn theo mọi người cùng nhau diệt vong. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, là do bọn họ ghen tị với thiên phú của Hoa tộc. Diệp Phá Thiên nói, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Diệp Phá Thiên nói, năm đó tôi tình cờ đi vào chiến trường Thái Cổ, sau đó đã mang ba thứ tử trong đó ra. Chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cái tên này. Diệp Phá Thiên giải thích, thế giới cao võ đồn đãi đó là nơi chiến đấu của các vị thần Thái Cổ. Trong số hai thứ đồ tôi mang ra khỏi đó, một cái chính là long mạch đồ thế giới Tam Thiên. Diệp Bắc Minh chấn động, là thứ này sao? Anh khoát tay, long mạch đồ thế giới Tam Thiên xuất hiện. Đúng là nó, không ngờ cậu đã lấy được. Diệp Phá Thiên khẳng định trả lời, nói như vậy, chắc cậu cũng lấy được cả tháp Càn Khôn Chấn Ngục rồi. Diệp Bắc Minh càng thêm kinh ngạc, tổ tiên, ông cũng biết tháp Càn Khôn Chấn Ngục ư. Diệp Phá Thiên hừ nhẹ một tiếng, hừ, thằng nhóc thối, đó chính là món đồ thứ hai mà tôi mang ra từ chiến trường Thái Cổ. Cái gì? Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngây người. Tòa tháp này lại là do Diệp Phá Thiên mang ra từ chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh có chút khiếp sợ, lập tức truyền âm, tiểu tháp, hóa ra đây là thân thế của ông sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc, đúng vậy, cậu còn nhớ rõ những lời tôi nói với cậu trước kia không? Sau một trận đại chiến, tất cả đều biến mất. Chủ nhân đầu tiên của tôi cũng bởi vậy mà ngã xuống, nơi chiến đấu rất có thể chính là chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu. Diệp Phá Thiên tiếp tục nói, hai người là lượt thứ hai tiến vào nơi đây. Diệp Bắc Minh tò mò, người thứ nhất là ai? Ông ta nói chính mình tên là Long Đế, tôi còn nhận ông ta làm đồ đệ. Long Đế, đậu má, lại là ông ta. Diệp Bắc Minh co rúm khóe miệng. Diệp Phá Thiên nghi hoặc hỏi, sao vậy? Cậu từng gặp ông ta à? Đâu chỉ là từng gặp. Diệp Bắc Minh kể lại mọi chuyện. Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao Long Đế muốn nhận mình làm đồ đệ, còn truyền cho mình tất cả mọi thứ vô điều kiện nữa. Hóa ra Long Đế là đệ tử của tổ tiên Diệp Phá Thiên. Tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Lúc này, bia mộ của Diệp Phá Thiên trở nên ảm đạm, Bắc Minh, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Đây là món đồ thứ ba mà tôi mang ra từ chiến trường Thái Cổ, hôm nay giao cho cậu. Vừa dứt lời. Phần mộ của Diệp Phá Thiên nổ tung, một luồng ánh sáng vàng bay ra từ đó. Sau khi vật ấy bay ra liền lơ lửng ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Không ngờ lại là một tờ giấy màu vàng. Nó giống như được tạo ra từ vàng ròng, bên trên có khắc rất nhiều chữ cái. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không hiểu một chữ nào cả.
Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Diệp Phá Thiên quyết đoán trả lời, tôi cũng không biết. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ông cũng không biết. Giọng nói của Diệp Phá Thiên vang lên, chữ cái ở phía trên rất cổ xưa, có lẽ là ngôn ngữ của thần. Chiến trường Thái Cổ đã hoàn toàn sụp đổ, vạn vật đều bị phá hủy, không còn lại cái gì. Tờ giấy vàng này là do tôi tìm được ở nơi sâu nhất trong chiến trường Thái Cổ, thế mà thứ này vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, tuyệt đối không phải là một vật đơn giản. Bây giờ tôi giao nó cho cậu. Diệp Bắc Minh cầm lấy tờ giấy vàng. Vô cùng mềm mại, giống như không có sức nặng vậy. Tiểu Tháp, ông có biết thứ này không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, có lẽ là biết, nhưng không nghĩ ra. Ông nói vậy chẳng khác gì không trả lời. Diệp Bắc Minh than thở một câu, sau đó cất tờ giấy vàng đi. Anh lại khó hiểu hỏi, tổ tiên, nếu vật ấy là do ông mang ra từ chiến trường Thái Cổ, chắc hẳn là vô cùng bí ẩn. Vì sao lại bị các thế lực khác biết chứ? Nghe được lời này, Diệp Phá Thiên lại đột nhiên trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông ta mới khó khăn mở miệng, là người mà tôi yêu đã phản bội tôi. Cái gì? Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Diệp Phá Thiên thở dài, bà ta là con cháu chủng tộc thần huyết, nếu không phải do bà ta. Quên đi, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chuyện cũ đã mai một theo gió. Diệp Phá Thiên buồn bã cười, không muốn nhiều lời nữa. Diệp Bắc Minh cũng không tiện hỏi. Anh nâng tay lấy kiếm Đoạn Long ra, tổ tiên, tôi dùng thanh kiếm này rất thuận tay, sau khi nó được tôi sửa chữa đã lại bị gãy. Diệp Phá Thiên sửng sốt, chợt nở nụ cười, gãy thì gãy đi. Cứ để nó giống như cuộc đời tôi, để lại tiếc nuối không trọn vẹn đi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động một chút. Anh vốn chỉ muốn bảo Diệp Phá Thiên hỗ trợ sửa chữa. Nhưng nếu đã vậy, vậy thì cứ để nó không trọn vẹn đi. Có kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Kiếm Đoạn Long có phải kiếm gãy hay không hình như không có gì khác biệt. Sau một lát, Diệp Bắc Minh mở miệng, tổ tiên. Diệp Thiêu Tiêu lắc đầu, tổ tiên đã đi rồi. Bia mộ của Diệp Phá Thiên ảm đạm không có ánh sáng, không có khí tức. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, một chút tàn hồn cuối cùng của ông ta đã biến mất. Diệp Bắc Minh nhìn phần mộ mênh mông vô bờ. Anh cúi người chào thật sâu, sau đó quay người rời đi. Tầm nửa ngày sau, nơi đây xảy ra một vụ chấn động, Diệp Bắc Minh dẫn đám người trở về. Anh thông qua trận truyền tống của nhà họ Diệp để đưa toàn bộ người nhà họ Diệp ở Thanh Huyền Tông tới. Trên đường, Diệp Bắc Minh đã giải thích tất cả cho mọi người. Nhìn mộ bia lít nha lít nhít sâu dưới lòng đất, mọi người vô cùng chấn động. Diệp Nam Thiên ngây người, những người này đều là cường giả thượng cổ. Nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, thế mà hoa tộc chúng ta còn có thời điểm huy hoàng như thế sao? Diệp Thanh Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà tất cả đều bị hại chết. Đậu má, đám khốn kiếp của thế giới cao võ kia. Chờ ông đây trở thành cao thủ tuyệt thế, nhất định sẽ tới báo thù. Một vài người trẻ tuổi nhà họ Diệp siết chặt nắm đấm. Diệp Thanh Lam vô cùng rung động nhìn cảnh tượng này. Chuyện mà bà ấy không hoàn thành được, thế mà con trai đã làm được. Diệp Bắc Minh nhìn đám người nhà họ Diệp, mọi người hãy lựa chọn võ kỹ thích hợp với bản thân mình trên bia mộ để học tập, chờ đến khi có đầy đủ thực lực. Đồng thời lấy những võ kỹ này xuống để đi tìm con cháu của người trên bia mộ. Một khi tìm ra, liền nói cho bọn họ biết tất cả, xem bọn họ có đồng ý tập võ hay không. Ông ngoại, cậu, chuyện này giao cho hai người. Diệp Nam Thiên và Diệp Thanh Dương đều nghiêm túc gật đầu. Đám người nhà họ Diệp vui vẻ hoan hô. Chỉ có Diệp Bắc Minh yên lặng rời đi. Diệp Thanh Lam đi theo, Minh Nhi, con sao vậy? Mẹ, nhất định con phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thứ nhất, nợ máu của hoa tộc không thể không báo. Thứ hai, bố vẫn còn ở dưới Ma Uyên. Nếu như con không thể tìm ra biện pháp giải quyết, 5 năm sau chắc chắn bố sẽ phải chết. Thứ ba, đại lục chân võ bây giờ đang ở tình trạng tổn hại, con phải ngẫm xem có biện pháp để nó khôi phục hay không. Ánh mắt Diệp Bắc Minh vô cùng nghiêm nghị. Anh không chỉ gánh vác sứ mệnh của hoa tộc, trên người còn gánh vác tương lai của thiên ma tộc nữa,
Đột nhiên, giọng nói của Long Mạch Núi Côn Luân truyền đến, Diệp Bắc Minh, tôi đã biết vì sao thế giới này lại bị hư hại rồi. Ông biết. Diệp Bắc Minh nhanh chóng mở miệng, rốt cuộc là có chuyện gì? Long Mạch Núi Côn Luân nói, vốn dĩ đất tổ nhà họ Diệp là toàn bộ trung tâm đại lục chân võ vỡ vụn là bởi vì Long Mạch bị người ta rút đi. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt lại, Long Mạch bị người ta rút đi. Long Mạch Núi Côn Luân trả lời, Long Mạch là căn cơ để giữ cho một vị diện ổn định, một khi bị rút đi sẽ tan thành mảnh nhỏ. Hơn nữa khí vận toàn bộ đại lục cũng sẽ phân tán, rơi vào trên người những người khác. Cậu cần làm được hai việc sau, thứ nhất, mang Long Mạch bị rút đi trở về. Thứ hai, hiến tế sinh mệnh của người có được khí vận, sẽ có thể khôi phục đại lục chân võ. Cái gì? Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngây người. Trên người mấy sư tỷ có được khí vận đại lục chân võ? Chẳng lẽ phải hiến tế các cô ấy sao? Chấm chấm chấm. Học viện giám sát, trên quảng trường. Đài cao san sát, phía trên có vô số người ngồi. Các giáo viên, trưởng lão của học viện giám sát. Gia chủ, lão tổ của các thế lực lớn, lão tổ nhà họ Lâm cũng ở trong đó. Ở vị trí trung tâm quảng trường, Thiên Nhận Băng đang ngồi trên ghế thẩm phán, sắc mặt vô cùng khó coi. Dưới đài cao là các học viên của học viện giám sát đang thấp giọng nghị luận. Cô giáo Thiên Nhận sao vậy? Cô ấy dạy học vô cùng có trách nhiệm, làm sao lại bị thẩm phán? Không biết nữa. Các học viên đều khó hiểu lắc đầu. Đột nhiên, lão tổ nhà họ Lâm tiến lên một bước, hét lớn, Thiên Nhận Băng cấu kết với Hoa tộc, học tập võ kỹ của Hoa tộc. Vọng tưởng truyền thừa võ kỹ của Hoa tộc ở thế giới cao võ, cô có biết tội của mình không? Gia tộc Thiên Nhận có biết tội không? Nghe thấy lời này, xung quanh hoàn toàn xôn xao. Lại là Hoa tộc. Cô giáo Thiên Nhận cấu kết với Hoa tộc. Mọi người ở đây đều không dám tin. Sắc mặt của đám người gia tộc Thiên Nhận cũng cực kỳ khó coi. Thiên Nhận Băng cười lạnh một tiếng. Mấy người muốn thẩm phán Thiên Nhận Băng tôi giống như thẩm phán Hoa tộc năm đó sao? Năm đó Hoa tộc có tội gì? Hôm nay Thiên Nhận Băng có tội gì? Lời này của cô ấy giống như đâm vào tim đám nguyên lão của học viện giám sát vậy. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Băng Nhi! Bố mẹ Thiên Nhận Băng cũng biến sắc, sao con có thể nói những lời này? Bọn họ lo lắng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó có mấy thanh niên nam nữ tóc vàng đang ngồi. Nam có dáng người thon dài, da thịt trắng nõn, anh tuấn tiêu sái. Nữ giống như là tinh linh với đôi mắt xanh. Đời sau của thần huyết. Thiên Nhận Băng cười to, ha ha, có cái gì mà không thể nói. Mấy người dám làm, còn không cho tôi nói. Một người đàn ông là đời sau của thần huyết đứng dậy, phóng thích ra sát ý lạnh như băng, cấu kết Hoa tộc. Học tập võ kỹ của Hoa tộc. Còn chẳng biết xấu hổ, không biết nhận lỗi, gia tộc Thiên Nhận mấy người muốn bị diệt tộc sao? Một người phụ nữ đời sau của thần huyết nở nụ cười xinh đẹp, ả đàn bà chẳng biết xấu hổ, nói nhảm với cô ta làm gì? Phế bỏ võ công của cô ta, treo trên quảng trường học viện để cảnh cáo mọi người. Lại phái mấy người đến đại lục chân võ mang đầu của tên nhóc Hoa tộc kia về. Cô ta mệt mỏi duỗi lưng. Không có ý nghĩa, thẩm phán một con kiến hôi mà còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giải tán đi. Sau đó cô ta quay người rời đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tầng thứ 10. Lĩnh vực thời gian đã hóa thành lĩnh vực tuyệt đối. Cho dù Diệp Bắc Minh ở đây một ngày, một năm, 10 năm. Bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một nháy mắt. Anh ngồi xếp bằng. Trước người bày biện sừng thanh long. Gân thanh long, lông chu tước, gan bạch hổ và nội đan huyền vũ. Ngoài ra còn có mười mấy cái nhẫn chữ vật mà Diệp Bắc Minh tịch thu được sau khi giết Chí Tôn. Diệp Bắc Minh khoát tay, lấy hết tất cả bảo vật trong nhẫn chữ vật ra. Có đủ loại dược liệu, võ kỹ, binh khí, đan dược, nguyên thạch. Ngoại trừ những thứ có tác dụng với mình ra, anh đều đưa hết toàn bộ cho Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hấp thu. Một giây sau. Ánh mắt anh ngưng tụ. Tiểu tháp,
sau khi tôi tiến vào cảnh giới thánh còn có 3 tầng tháp càn khôn chấn ngục vẫn chưa được mở ra đúng không? Tháp càn khôn chấn ngục hừ nhẹ một tiếng, dựa theo quy củ mà chủ nhân đời thứ nhất của tôi lập ra, chỉ khi nào tự cậu tăng cảnh giới lên mới tính. Lần ở Long Mạch xem như thể hồ quán đỉnh, không tính là tự cậu tăng lên. Cho nên không có phần thưởng. Diệp Bắc Minh có quắp khóe miệng, khó trách ông vẫn luôn không hề nhắc nhở. Anh trực tiếp sử dụng thiên ma cửu biến tầng thứ 6, hấp thu. Sừng thanh long và gân thanh long biến mất, một lực lượng cực mạnh ngưng tụ trong cơ thể. Một giây sau, bay thẳng vào đan điền của Diệp Bắc Minh. Chỉ trong chốc lát, Diệp Bắc Minh từ cảnh giới thánh sơ kỳ tiến vào cảnh giới thánh đỉnh phong. Tiếp tục xung kích, đột phá. Cảnh giới thánh vương sơ kỳ. Mãi cho đến cảnh giới thánh vương trung kỳ mới dừng lại. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, lợi hại như vậy ư? Tiếp tục. Anh hấp thu lông chu tước, tiến vào cảnh giới thánh vương hậu kỳ. Hấp thu gan bạch hổ, trực tiếp đột phá cảnh giới thánh vương hậu kỳ, nhảy lên cảnh giới thánh chủ sơ kỳ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nóng như lửa, toàn thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Phá cho tôi. Anh gầm lên giận dữ. Gào. Tiếng rồng gầm vang lên, bốn hư ảnh huyết long đồng thời gào thét ở phía sau. Cảnh giới thánh chủ trung kỳ. Tiếp tục hấp thu cho tôi, Diệp Bắc Minh không chút do dự, nuốt nội đan huyền vũ xuống. Ầm ầm. Một sức mạnh cực kỳ khủng bố tản ra trong cơ thể. Sau một lát, Diệp Bắc Minh mở má ra, má. Cảnh giới thần vương, sơ kỳ. Từ cảnh giới thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới thánh vương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới thánh chủ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mãi cho đến cảnh giới thần vương sơ kỳ. Một lần đột phá 3 cảnh giới lớn. Tăng lên tận 10 cảnh giới nhỏ. Tất cả những điều này cộng lại còn chưa mất một tiếng. Giống như để một võ giả sơ cấp chỉ mất một tiếng. Xung kích đến cảnh giới đại tông sư vậy, khiến người ta cực kỳ chấn động. Nếu những người ở bên ngoài mà biết được, nhất định sẽ kinh ngạc đến chết mất. Trời! Tháp càn khôn chấn ngục hít sâu một hơi, mẹ nó chứ, nhóc con, cậu cũng quá biến thái đi. Chưa đến một tiếng đã tăng lên 10 cảnh giới nhỏ rồi. Mẹ nó cậu đã phá hết mọi kỷ lục của chủ nhân các đời tháp càn khôn chấn ngục rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, trừ tôi ra, kỷ lục của người thứ hai là gì? Tháp càn khôn chấn ngục vừa than thở vừa trả lời, người thứ hai mất dòng dã 3 ngày để tăng lên 2 cảnh giới lớn. Tổng cộng có 6 cảnh giới nhỏ. Cậu mẹ nó một tiếng tăng 3 cảnh giới lớn, tổng cộng 10 cảnh giới nhỏ. Trước nay chưa có ai trâu như cậu. Diệp Bắc Minh cười nói, thăng lên 10 cảnh giới nhỏ, tôi có thể lần mở ra tháp càn khôn chấn ngục không? Có thể. Tháp càn khôn chấn ngục gật đầu. Được, mở tầng thứ 25, Diệp Bắc Minh nói. Tháp càn khôn chấn ngục lại không có bất kỳ hành động nào, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi có thể liên tục mở 10 tầng tháp càn khôn chấn ngục. Hoặc là tùy ý chọn một bảo vật trong bảo khố của bổn tháp mang đi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tùy chọn một bảo vật sao? Chọn thế nào? Tháp càn khôn chấn ngục cười thần bí, trong bảo khố của bổn tháp, cậu tiến vào đó tùy ý lựa chọn. Nhưng mà, cậu lựa chọn bảo vật cũng sẽ lựa chọn cậu. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, có ý gì? Rất đơn giản. Tháp càn khôn chấn ngục nói. Nếu như cậu lựa chọn một bảo vật mà nó lại không lựa chọn cậu, thì cậu không thể nào chọn món thứ hai, hơn nữa còn mất cơ hội này. Diệp Bắc Minh mắng, đờ mờ, vậy há chẳng phải tôi sẽ tay không ra về sao? Còn lãng phí cơ hội mở tầng 10 tháp càn khôn chấn ngục sao? Có thể nói như vậy. Tháp càn khôn chấn ngục mỉm cười nói. Diệp Bắc Minh im lặng. Công pháp thì anh có cửu thiên thần ma quyết. Thiên ma cửu biến, long đế quyết, bất diệt kim thân quyết. Đều là võ kỹ không cấp bậc, tuyệt đối nghịch thiên. Binh khí thì anh có kiếm càn khôn chấn ngục, thần ma liêm đao, kiếm đoạn long. Đặc biệt là tháp càn khôn chấn ngục và kiếm càn khôn chấn ngục vô cùng nổi tiếng, tạm thời chưa có thứ gì có thể vượt qua nó.
Võ kỹ không cần, vũ khí cũng không có nhu cầu. Đánh cược một lần vậy. Tôi quyết định sẽ đến bảo khố xem thử. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không dài dòng. Một cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Diệp Bắc Minh bước vào trong, lại tiến vào một không gian hỗn độn. Bảo vật nhiều như sao nhanh chóng lướt qua. Anh đưa tay ra không trung túm lấy một bảo đao màu đỏ. Vèo. Anh lại bị cây đao đó mang bay ra ngoài. Dừng lại cho tao. Diệp Bắc Minh hét lớn, sau lưng vang lên tiếng rồng ngâm. Vù. Thanh đao màu đỏ này hết sức nóng nảy, chém ra một màn huyết quang kinh khủng, áp chế khí tức của bốn chân long. Thân đao chấn động. Hổ khẩu của Diệp Bắc Minh tê dại, anh bị đánh bay ra ngoài. Mặt Diệp Bắc Minh đầy ngạc nhiên, đây là vũ khí gì? Thấy Diệp Bắc Minh chịu thiệt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười trộm, nhãi con, tôi đã nhắc nhở cậu rồi mà. Các cậu lựa chọn lẫn nhau, tùy tiện chọn một món đồ trong này mang ra ngoài cũng khiến đám người tu võ tranh cướp vỡ đầu. Hiển nhiên, Thanh Long huyết cuồng đao này không hề muốn lựa chọn cậu. Diệp Bắc Minh căn bản không để ý. Dù Long huyết cuồng đao có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm chấn ngục. Vũ khí của anh cũng không phải là đao. Trong mắt khẽ đảo, anh tiếp tục lựa chọn. Nhưng đám bảo vật đó đều vụt qua như sao rơi, tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ. Thần ma chi nhãn. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, con mắt dọc trên ấn đường xuất hiện. Huyết quang sao động, rốt cuộc anh cũng thấy rõ hình dạng của những bảo vật kia. Đột nhiên, một cái đỉnh nhỏ phong cách cổ xưa đã thu hút sự chú ý của anh. Ngay ánh mắt đó, chiếc đỉnh nhỏ kia chủ động bay về phía Diệp Bắc Minh. Nó lơ lửng trên không trung trước người anh. Ồ! Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, mày chủ động chọn tao sao? Cái đỉnh nhỏ lơ lửng trên dưới, như đang gật đầu. Diệp Bắc Minh có trực giác, cái đỉnh này không phải món đồ tầm thường, được, đã như vậy thì chọn mày đi. Anh giơ tay ra bắt lấy cái đỉnh nhỏ. Tiếng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, chúc mừng cậu. Đây là đỉnh Thái Cực. Năm đó bổn tháp đã lấy được từ chiến trường Thái Cổ. Diệp Bắc Minh chơi đùa với đỉnh Thái Cực, chủ nhân trước kia của nó là ai? Không biết. Ông không biết sao? Năm xưa chiến trường Thái Cổ xảy ra đại chiến kinh khủng, rất nhiều cường giả đã chết ở đó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Tôi thấy rất nhiều bảo bối mất đi chủ nhân, nên đã thu hết vào Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Những bảo vật đó bay loạn trong không gian là vì còn chưa lấy lại tinh thần từ trận chiến năm ấy. Diệp Bắc Minh gật đầu như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cứng lại, nhóc con, có sát khí. Có người tới. Trong tổ địa nhà họ Diệp. Một khe nứt không gian xuất hiện, ba người đi ra từ đó. Một ông già mặc áo xám. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền. Một ông già mắt tam giác. Con mắt như mắt ưng liếc qua 99 ngọn Long Sơn. Đây chính là địa chỉ cũ của nhà họ Diệp của hoa tộc năm đó sao? Ông già mặc áo xám hơi giật mình, quả nhiên có chút kinh khủng. Dù Long Mạch bị rút đi, nhưng vẫn có cảm giác khí thế ngưng tụ. Nếu những Long Mạch đó vẫn còn, nhà họ Diệp đã quật khởi từ lâu rồi. Ông già mắt tam giác bên cạnh cười nhạt, hừ. Một gia tộc ở thế giới võ đạo thấp, tọa lạc giữa 99 ngọn Long Sơn thì thế nào? Không phải vẫn bị diệt đó sao? Đám sâu kiến này, không tạo nổi sóng gió đâu. Người đàn ông mặt chữ điền đầy lạnh lùng, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp đi vào thôi. Lấy đầu Diệp Bắc Minh, không tha những kẻ khác. Ông ta vừa dứt lời, một đạo kiếm khí kinh khủng màu đen quét thẳng tới trước mặt ông ta. Cẩn thận! Ông già mặc áo xám và ông già mặt tam giác đồng thanh. Người đàn ông mặt chữ điền nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng cơ thể. Phụt một tiếng, huyết vụ nổ tung. A, người đàn ông mặt chữ điền kêu thảm thiết, nửa người đã biến mất. Thoi thóp, đã sắp chết. Nếu không né được kiếm đó, có phải ông ta đã chết rồi không? Ai đó? Ai? Ông già mặc áo xám và ông già mắt tam giác biến sắc mặt,
tiến lên cầm máu cho người đàn ông mặt chữ điền. Đồng thời, họ cũng khiếp sợ nhìn về hướng kiếm khí đánh tới. Một thanh niên đi ra từ trong đêm tối. Ở chỗ tối, một đôi mắt nhìn thấy thanh niên kia đi ra thì co rút lại. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, các người là người nhà họ Lâm sao? Báo thù cho Lâm Giật hả? Ông già mắt tam giác quát lớn, nhà họ Lâm chó má. Thằng khốn, mày lại dám đánh lén bọn tao, chết đi cho ông. Thậm chí lão ta còn lười hỏi Diệp Bắc Minh là ai, chỉ là một kẻ cảnh giới thần vương sơ kỳ thôi. Cuồng phong nổi lên đầy trời, một bước đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, bàn tay tàn bạo vỗ xuống đầu anh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, anh giơ tay lên bắt lên cổ tay ông già mắt tam giác. Dùng sức xé. Xẹt một tiếng, máu tươi phun ra. Cánh tay rời khỏi cơ thể. Ông già mắt tam giác đau đớn vặn vẹo cả khuôn mặt, hoảng sợ lui về phía sau, mày. Rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh bước lên trước, tôi chính là Diệp Bắc Minh mà các ông muốn giết. Đồng tử của ông già mắt tam giác co lại, sao có thể chứ? Chúng tao thông qua siêu hồn tiện nhân thiên nhận băng kia, rõ ràng mày mới là thánh cảnh sơ kỳ mà. Mới chưa tới một ngày, sao mày? Nghe tới đó, cơ thể Diệp Bắc Minh run lên. Mắt anh nổi tia máu, anh túm lấy cổ họng ông già mắt tam giác, ông vừa nói gì? Siêu hồn thiên nhận băng, nhị sư tỷ của tôi sao rồi? Ông già mắt tam giác nghẹt thở, căn bản không nói nên lời. Thằng nhãi ranh, tự tìm chết. Ông già mặc áo xám từ bên cạnh đánh tới. Cút! Diệp Bắc Minh gào lên, kiếm chấn ngục chém ra. Dầm! Ông già mặc áo xám không có cơ hội ngăn cản, lập tức hóa thành huyết vụ. Ông già mắt tam giác thấy cảnh đó, con người điên cuồng run rẩy, có chuyện gì vậy? Bọn tao là tôn giả mà. Rốt cuộc thằng danh này là quái vậy gì? Một kiếm chém chết tôn giả. Khoảnh khắc ngẩng đầu, lão ta vừa hay nhìn thấy hai mắt đầy tia máu của Diệp Bắc Minh. Vù! Cơ thể ông già mắt tam giác run lên. Siêu hồn thuật. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh thấy được tất cả những gì trong đầu ông già mắt tam giác. Cơ thể Diệp Bắc Minh run rẩy, mắt đầy tia mắt, sát khí ngút trời ngưng tụ sau lưng. Các người lại phế võ công của nhị sư tỷ của tôi. Siêu hồn chị ấy. Còn muốn treo chị ấy ở quảng trường học viện giám sát để làm nhục. Tay anh bóp mạnh, bóp nát cổ ông già mắt tam giác. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn đến người đàn ông mặt chữ điền. Đừng mà, đừng giết tôi sẽ nói hết cho cậu biết. Người đàn ông mặt chữ điền sợ hãi run rẩy, kéo nửa người điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh tiến lên, đạp nát đầu ông ta. Con mắt ở trong tối co rút lại lần nữa, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ không dám tin. Một kẻ cảnh giới thần vương sơ kỳ, chưa tới một phút. Đã giết chết cả ba tôn giả. Ngay cả khi cô ta ở đỉnh phong cũng không làm được như thế. Còn thanh kiếm trên tay anh ta nữa, rốt cuộc là cấp bậc gì? Đột nhiên, tiếng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên, cô tự ra hay để tôi ra tay? Khụ khụ, chờ chút. Cô gái trong bóng tối sợ hãi, chật vật đi ra ngoài, anh đừng hiểu lầm, tôi không cùng phe với ba người họ. Dáng cao khoảng 1m7. Một bộ váy dài, cơ thể quyến rũ lồi lõm có tỷ lệ vàng. Gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, giữa hai lông mày mang khí tức cao quý trời sinh. Đây tuyệt đối là mỹ nhân họa thủy. Lúc này, mắt Diệp Bắc Minh đỏ au, cả người tràn đầy sát khí. Anh không có lòng nào mà thưởng thức. Cô gái vội vàng giải thích, tôi bị người ta đuổi giết, rơi vào khe nứt không gian. Đúng lúc ba người kia hạ xuống đây nên tôi giấu khí tức, đi theo bọn họ rồi xuất hiện ở đây. Tôi tên Đế Khởi La, tôi có thể dùng sơ tâm võ đạo để thề. Tôi tuyệt đối không quen biết ba người kia, nếu không sơ tâm võ đạo của tôi sẽ tan vỡ, cả người thối rữa mà chết. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh hòa hoãn lại, cô cũng là người của thế giới cao võ sao? Thế giới cao võ? Đế Khởi La sửng sốt, hơi do dự, có rất nhiều thế giới cao võ, anh nói cái nào? Mắt Diệp Bắc Minh vẫn đỏ lừ, rất nhiều sao?
Đế Khởi La gật đầu, chỗ anh ở là thế giới võ đạo thấp, chắc cũng có tên. Trên thế giới võ đạo cấp cao, mỗi đại lục đều gọi chung là thế giới cao võ. Tôi đến từ đại lục Linh La, theo tôi biết, ít nhất có tới 7-8 thế giới cao võ cùng đẳng cấp. Tiếng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, cô ta không lừa cậu đâu. Đột nhiên, bầu trời đêm chấn động, một khe nứt không gian lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ lại tới rồi. Con người của Đế Khởi La co lại. Cô ta trốn sau lưng Diệp Bắc Minh theo bản năng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiến giáp mang theo mười mấy người đi ra từ khe nứt không gian, Đế Khởi La, sao không chạy nữa? Chạy tiếp đi chứ. Mặt Đế Khởi La trắng bệch, cô ta cắn răng quát lên, Vương Tuyên, anh không sợ đế tộc sẽ biết chuyện anh đuổi giết tôi sao? Vương Tuyên cười ha ha, ha ha ha, tôi giết cô xong sẽ xóa sạch tất cả khí tức. Dù đế tộc có thủ đoạn mạnh mẽ đến thế nào, có thể tra ra được là do tôi làm sao? Gương mặt xinh đẹp của Đế Khởi La tái đi, cầu khẩn nhìn Diệp Bắc Minh, mau cứu tôi. Không liên quan gì đến tôi. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, lười xen vào chuyện của người khác. Đứng lại. Vương Tuyên khẽ quát lên. Diệp Bắc Minh làm như không nghe thấy. Vương Tuyên nhắm chặt tay lại, bảo kiếm trong tay trầm xuống. Một đạo kiếm khí kinh khủng rơi xuống. Diệp Bắc Minh vốn đang tức giận, lo lắng cho sự an toàn của nhị sư tỷ. Lửa giận không thể ngăn cản bốc cháy. Anh xoay người khá tan kiếm khí của Vương Tuyên, bước ra. Ảnh thuấn. Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Tuyên, tát một phát vào mặt hắn. Chát. Vương Tuyên bị đánh mà hoang mang, ngã xuống đất như chó chết. Giây tiếp theo. Anh giẫm chân lên đầu Vương Tuyên, đờ mờ mày chứ. Bố mày đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến tao. CMN mày nghe không hiểu đúng không? Đế Khởi La ngây người, há hốc miệng. Cô ta nuốt nước miếng, cái này, quá mạnh rồi nha. Mày dám? Thằng danh, mày CMN điên rồi đúng không? Mày có biết cậu ấy là ai không? Mười mấy người đi theo Vương Tuyên đồng loạt quát lên, sợ hãi muốn vỡ tim. Ngay cả Đế Khởi La cũng bối rối. Ha ha ha. Điều khiến mọi người bất ngờ là Vương Tuyên lại cười lên, cười vô cùng vui vẻ. Suýt chút nữa đã cười ra nước mắt, thằng danh, mày biết mày đang làm gì không? Dù bị Diệp Bắc Minh giẫm dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạp chết, Vương Tuyên vẫn không hề hoảng hốt. Thậm chí hắn còn dùng giọng lạnh băng để uy hiếp, tao có thể cho mày cơ hội. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho tao. Tao có thể cân nhắc chỉ giết một mình mày. Đột nhiên, Vương Tuyên quát to, nếu không. Răng rắc, đầu của Vương Tuyên nổ tung như dưa hấu. Hiện trường im lặng. Tiếng nói cất lên như tiếng thần chết, nếu không thì sao? Cậu chủ. Không. Trời ơi, thằng danh kia, mày làm gì vậy? Mười mấy người tu võ đi theo Vương Tuyên đồng loạt quỳ xuống đất. Sợ hãi run rẩy. Bọn họ không sợ Diệp Bắc Minh. Mà là, Vương Tuyên chết rồi. À, ngay cả Đế Khởi La cũng hoảng hốt hô lên, che kín miệng. Người cô ta nhũn ra, suýt chút nữa đã đứng không vững, anh ta. Anh ta giết Vương Tuyên rồi. Đạp một phát vỡ đầu luôn, không hề do dự. Giây tiếp theo. Giết hắn. Mười mấy người đồng thanh gào lên, con mắt đỏ lòm. Lập tức chạy tới cạnh Diệp Bắc Minh. Gào, một tiếng rồng ngâm vang lên. Rầm, rầm, rầm. Ánh sáng đỏ như máu cắn nuốt tất cả. Đế Khởi La ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chờ đến khi ánh sáng đỏ tan hết, chỉ còn bóng dáng của mình Diệp Bắc Minh đứng tại đó. Anh! Đôi mắt đẹp của Đế Khởi La hung hăng co rụt lại, không dám tin nhìn người thanh niên lạ lẫm trước mắt. Anh thật sự giết Vương Tuyên. Anh có biết hắn là ai không? Chấm chấm chấm. Anh biết sau khi làm như vậy, Đế Khởi La nuốt nước miếng. Diệp Bắc Minh dùng giọng điệu lạnh lùng cắt ngang, thứ nhất, tôi không có hứng thú biết hắn là ai. Thứ hai, không cần biết hắn là ai, từ xưa tới giờ chưa ai có thể uy hiếp đến Diệp Bắc Minh tôi. Thứ ba, kẻ địch của tôi rất nhiều, không thiếu một thế lực sau lưng hắn. Anh!
Đôi mắt Đế Khởi La trừng lớn. Dựa vào đâu mà một thanh niên đến từ thế giới võ cấp thấp lại ngông cuồng đến vậy? Cô ta hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Trên bầu trời đêm, một cơn chấn động chợt truyền đến, một khe hở không gian xuất hiện, hơn 10 lão giả đi ra từ đó. Bọn họ vui mừng nói, cô chủ, may quá cô không có việc gì. Sau khi chúng tôi nhận được tin tức của cô thì lập tức chạy tới. Cửu trưởng lão sắp tới rồi. Đế Khởi La nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, lão Mạc, lão Chu, lão Bạch, các ông đến rồi. Lão Mạc dẫn mọi người vây quanh Đế Khởi La, bỗng phát hiện nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu. Lão Bạch nhướng mày, cô chủ, cô nói Vương Tuyên dẫn người đuổi giết cô, hắn ở đâu rồi? Ngoài thi thể không đầu nằm trên mặt đất kia. Chỉ còn Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi cảnh giới thần vương sơ kỳ. Đế Khởi La chỉ vào thi thể không đầu kia, đó chính là Vương Tuyên, đã chết rồi. Cái gì? Lão Bạch hít hà. Đôi mắt lão chủ đột nhiên trừng lớn, cô chủ, cô giết Vương Tuyên. Lần này nguy rồi, thân phận của Vương Tuyên đặc biệt, dù là đế tộc chúng ta. Đế Khởi La lắc đầu, không phải tôi giết, là anh ta. Cô ta chỉ vào Diệp Bắc Minh. Tạch. Mười mấy ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh, suýt chút nữa muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Sao có thể, cậu ta có thể giết Vương Tuyên? Vương Tuyên đang ở cảnh giới chí tôn đỉnh phong, tôn giả cũng chẳng phải là đối thủ của hắn, tên này rõ ràng mới cảnh giới thần vương thôi. Chấm chấm chấm. Đế Khởi La ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, lúc anh ta vừa mới ra tay, có một con huyết long hiện ra. 10 tên tôn giả Vương Tuyên mang theo đều bị một kiếm của anh ta giết chết ngay lập tức. Trời ạ! Đám người lão Mạc, lão Chu, lão Bạch hít một hơi thật sâu. Đồng loạt lùi lại, kiêng kỵ nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Bọn họ cũng mới cảnh giới tôn giả, vậy chẳng phải là Diệp Bắc Minh có thể dùng một kiếm giết chết bọn họ. Bầu không khí trở nên giằng co. Đột nhiên! Không trung truyền đến một giọng nói uy nghiêm, Khởi La, cháu không sao chứ? Ông Chín, sao giờ ông mới đến? Đế Khởi La chu miệng, nũng nịu đáp lại. Ha ha ha, là ông Chín tới trễ, ông xin lỗi Khởi La. Dứt lời, một ông lão có khuôn mặt chữ điền mang hơi thở uy nghiêm giáng xuống, có ai dám bắt nạt Khởi La nhỏ của ông không? Tham kiến cửu trưởng lão. Mấy người lão Mạc, lão Chu. Lão Bạch thở phào, tiến lên trước. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, cảnh giới vực vương hậu kỳ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, rơi trên người cửu trưởng lão. Hơi thở của người này nội liếm, chỉ đứng ở nơi đó thôi. Lại mang đến cảm giác như thú dữ dưới vực sâu. Đế Khởi La kéo cánh tay cửu trưởng lão, ông Chín, ông còn nói nữa, suýt chút nữa Khởi La đã bị người ta bắt nạt rồi. Tên Vương Tuyên kia quá ghê tởm, may mắn có người giúp cháu. Cô ta giải thích chuyện vừa mới xảy ra cho cửu trưởng lão. Con người không gợn sóng của cửu trưởng lão hơi co rụt lại, gì cơ? Vương Tuyên chết rồi, một tên nhóc cảnh giới thần vương sơ kỳ trong nháy mắt giết 10 cảnh giới tôn giả. Làm sao có thể? Bù! Đảo mắt, ánh mắt cửu trưởng lão rơi xuống người Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi, lão phu tên Đế Khuyết. Là cửu trưởng lão của đế tộc Đại Lục Linh La. Cậu thật sự chỉ là cảnh giới thần vương sơ kỳ. Người trẻ tuổi, để lão phu thử xem thực lực của cậu đi. Ông ta đập một trưởng về phía đầu Diệp Bắc Minh. Sát ý lập tức đông lại. Diệp Bắc Minh sầm mặt, một sức mạnh kinh thiên động địa ngưng tụ lại. Anh lập tức duỗi tay, kiếm đoạn long xuất hiện. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Một người. Một con rồng. Một kiếm. Khí thế tăng lên đến đỉnh, chém một kiếm xuống. Ầm. Dòng khí nổ tung, Đế Khuyết bị đẩy lùi ra sau, lùi nửa bước mới đứng vững được. Gan bàn tay ông ta khẽ run, hai mắt tỏa sáng, cậu khá lắm, dùng lực lượng của cảnh giới thần chủ mà có thể làm dung chuyển vực phương. Đế Khởi La xông đến, hơi cáu giận hỏi, ông Chín, ông làm gì vậy? Đế Khuyết mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, cháu hỏi cậu ta ấy. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tiền bối, lần sau muốn kiểm tra thực lực của tôi,
tốt nhất đừng nên nảy sinh ý định giết người. Nếu không, tôi chưa chắc sẽ giơ cao đánh khẽ. Trong lòng Đế Khuyết khẽ nhúc nhích. Tên này lại có thể nhìn ra trong chớp mắt vừa rồi, mình thật sự có ý định giết cậu ta. Ha 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 ha. Đế Khuyết cười to, khá lắm, cậu rất hợp gu lão phu. Cậu đã cứu Khởi La một lần, để báo đáp. Lão phu cho phép cậu gia nhập đế tộc. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, không hứng thú. Lão Mạc quát lớn, tên kia, cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Có đến 99% người của thế giới võ cấp thấp như các cậu cả đời không có cơ hội tiến vào thế giới võ cấp cao. Đừng nói đến việc gia nhập đế tộc. Phần mộ tổ tiên nhà cậu bốc khói xanh. Diệp Bắc Minh dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Lão Mạc, chỉ với một ánh mắt. Một cỗ sát ý bao phủ. Lão Mạc nuốt xuống câu nói kế tiếp, không dám mở miệng. Đế Khuyết nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, được. Nếu cậu không hứng thú gia nhập đế tộc, lão phu không miễn cưỡng cậu. Có điều, cậu đã cứu Khởi La một lần, lão phu có thể phá lệ đồng ý một yêu cầu của cậu. Diệp Bắc Minh đang chờ câu nói này. Dẫn tôi đến học viện giám sát. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Đế Khuyết nhíu mày, mỗi đại lục của thế giới võ cấp cao đều có một học viện giám sát, cậu đang nhắc đến cái nào? Chấm chấm chấm. Trên quảng trường của học viện giám sát. Xiềng xích vây khốn hai tay thiên nhận băng, treo lên cao. Vết máu trên người cô ấy đã khô lại. Mái tóc dài bẩn thỉu chặn lại khuôn mặt nhợt nhạt. Vị trí đan điền, một lỗ thủng ghê người đang không ngừng chảy ra máu tươi. Thật không biết xấu hổ, thế mà đi cấu kết với hoa tộc. Thế mà trước kia cô ả còn là cô giáo nữ thần của chúng ta nữa chứ. Tôi nhổ vào. Chấm chấm chấm. Học viên đi ngang qua nhổ một bãi nước bọt. Thôi Triệu dẫn một đám người đi tới, cô giáo Thiên Nhận ơi, cô có chuyện gì vậy? Một ngày trước cô còn hung hăng dạy dỗ tôi cơ mà, sao giờ đã thành đối tượng bị người phỉ nhổ rồi? Thiên Nhận băng không có bất kỳ phản ứng gì. Ồ, sao không nói chuyện thế? Không phải là chết rồi chứ? Ha 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 ha. Tiếng cười ầm vang lên. Thôi Chịu nhếch miệng, chẳng thú vị gì cả, chút tra tấn này cũng chịu không nổi. Đột nhiên, nhị sư tỷ, một âm thanh phẫn nộ đầy vặn vẹo truyền đến. Vèo, một bóng người vụt qua nhanh như tên bắn, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước người Thiên Nhận băng. Ai đấy? Mười mấy người Thôi Chịu khiếp sợ. Những học viên khác trên quảng trường cũng bị động tĩnh phía này hấp dẫn, sôi nổi tụ tập lại. Chỉ thấy một thanh niên đang đứng trước mặt Thiên Nhận băng, trong tay cầm một thanh kiếm gãy chặt đứt xiềng xích trên người Thiên Nhận băng. Con người Thôi Chịu co rụt lại, là anh ta. Rồi nhanh chóng bỏ đi. Tay chân Thiên Nhận băng mềm nhũn, hoàn toàn đứng không vững. Diệp Bắc Minh ôm vòng eo thon của cô ấy, đây. Toàn thân anh chợt rung mạnh. Xương sống gãy đoạn. Nhị sư tỷ. Giọng nói Diệp Bắc Minh run rẩy. Đôi mắt đỏ bừng, cực kỳ đau lòng. Thiên Nhận băng ngẩng đầu, khóe miệng khô nứt vẫn cố gắng nở nụ cười, tiểu sư đệ. Là em sao? Xuyên thấu qua mái tóc dài đã khô cạn máu, Diệp Bắc Minh không nhìn thấy đôi mắt của nhị sư tỷ. Mà chỉ có hai lỗ thủng đen như mực. Nhị sư tỷ, đôi mắt của chị. Cả người Diệp Bắc Minh run rẩy dữ dội, đầu óc ong ong. Con người trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, đôi mắt của chị. Đù, đù má, con mẹ nó. Ai đã móc mắt của chị? Thiên Nhận băng cười, tiểu sư đệ, trước khi chết chị có thể gặp lại em một lần, chị thỏa mãn. Cô ấy muốn giơ tay lên, nhưng bất luận thế nào cũng không nhấc lên nổi. Cánh tay đã gãy. A, à, cái mũi Diệp Bắc Minh ê ẩm, ngân châm rơi xuống người cô ấy. Anh đút đan dược đế phẩm cho Thiên Nhận băng nuốt, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đế Khởi La che miệng lại, trời ạ, cô ấy đã chịu tra tấn gì vậy? Ông Chín, mau cứu cô ấy đi. Đôi mắt Đế Khuyết ngưng trọng, lắc đầu, không liên quan gì đến chúng ta, đừng bậy bạ nhúng tay. Khặc 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 khặc. Một tiếng cười hài hước vang lên, đám người tránh ra một con đường.
10 nam nữ tóc vàng xuất hiện, da thịt bọn họ trắng nõn không tì vết, giống y như tinh linh. Thần quang giấu đi trong máu thịt. Ngay cả sau gáy cũng có một vầng thần quang đang lập lóe, như là thiên thần giáng trần. Một thanh niên anh tuấn nở nụ cười đầy giễu cợt, mày chính là Diệp Bắc Minh thuộc hoa tộc kia. Thanh niên bên cạnh lắc đầu, thật không ngờ, một con sâu nhỏ từ thế giới võ cấp thấp lại có thể tìm tới nơi này. Đế Khởi La cắn răng, ông Chín, tại sao những người này lại nhục nhã người khác như vậy? Đế Khuyết vẫn cau mày, chúng ta đừng quan tâm đến chuyện này, những người kia đều là con cháu đời sau của thần huyết. Tổ tiên của bọn họ đã từng bước vào chiến trường thái cổ, máu thịt đạt được tiến hóa. Đế Khởi La siết chặt nắm tay, dù có là đời sau của thần huyết thì cũng chẳng thể làm nhục người khác như vậy chứ. Ha ha ha. Một cô gái tóc vàng cười đến run rẩy cả người, dáng vẻ phẫn nộ của anh ta thật là buồn cười. Cô bạn thân bên cạnh gật đầu, cậu nhìn anh ta lúng túng cứu người đi kìa, thật là thú vị. Chúng ta có nên nói cho anh ta, cô nàng đê tiện này đã không còn cứu nổi nữa không? Ồ, cậu tàn nhẫn thật á. Ha 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 ha. Mười mấy người ôm bụng cười to. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, giọng nói đau lòng đến run rẩy, nhị sư tỷ của tao sai ở đâu chứ? Chúng mày lại đối xử với chị ấy như vậy. Cô gái tóc vàng nở nụ cười đầy nghiền ngẫm, cô ta học tập võ kỹ của hoa tộc chính là một sai lầm. Cô ta làm sư tỷ của người thuộc hoa tộc chính là sai lầm. Lùi cả chục nghìn bước mà nói, tao bảo cô ta sai thì chính là sai. Tao muốn chơi cô ta thế nào thì chơi thế ấy, hiểu chưa? Cô gái tóc vàng ngạo mạn nói tiếp, đúng rồi, để tao nói cho mày biết một câu. Tu vi của sư tỷ mày là do tao bảo người ta phế. Chấm chấm chấm. Xương cốt của sư tỷ mày là tao bảo người ta bẻ gãy. Còn có đôi mắt của sư tỷ mày nữa, cũng là tao bảo người ta đào đấy. Diệp Bắc Minh gào lên, cút mẹ mày đi. Giống. Một tiếng rồng ngâm. Hư ảnh của bốn đầu chân long huyết long, tổ long, long hồn, long mạch đồng loạt xuất hiện. Như một con dã thú giận dữ, lao về phía cô gái tóc vàng. Hơi thở thật là khủng bố. Mọi người xung quanh ai nấy cũng ngây người, trong lòng nhấc lên sóng lớn đổ sộ. Tất cả đều không nhịn được mà khẽ run rẩy. Đôi mắt già nua của Đế Khuyết co rụt lại, trong người tên nhóc này mang tận bốn đầu chân long. Chuyện này sao có thể? Khởi La nhỏ, không phải cháu bảo trên người cậu ta chỉ có một con rồng sao? Đế Khởi La cũng ngây người, ông Chín, lúc anh ta giết đám tôn giả, chỉ dùng một đầu chân long thôi. Cháu cũng không thể ngờ. Kẻ này giấu dốt. Con người Đế Khuyết trầm xuống, lúc ông thử sức cậu ta, nếu bốn con rồng của cậu ta cùng xuất hiện. Gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng hiện lên vẻ hoảng loạn, chặn anh ta lại. Rõ. Hai lão già bước ra từ sau lưng cô ta, nhe răng cười, thằng kia, mày cho rằng mày là ai chứ? Một thanh kiếm gãy cũng dám đụng đến cô chủ của chúng tao, muốn chết. Diệp Bắc Minh gào thét, cút. Kiếm đoạn long quét ngang, trong nháy mắt hai tên tôn giả bị chém thành bãi máu. Này! Mọi người tại đó ngây dại. Một giây sau, Diệp Bắc Minh đứng trước mặt cô gái tóc vàng. Duỗi tay bóp lấy cổ họng cô ta, là mày ra lệnh phế võ công của nhị sư tỷ tao. Anh đấm một quyền vào vị trí đan điền của cô gái tóc vàng. Phụt! A! À. Cô gái tóc vàng kêu lên vô cùng thảm thiết. Bạn thân của cô ta vội nói, Diệp Bắc Minh, cô ấy là thập công chúa cơ tộc cơ bội, anh dám. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn lấy cô nàng một lần, trở tay chém xuống một kiếm. Một đám xương máu nổ tung. Cơ bội kêu to, Diệp Bắc Minh, mày dám giết bản thân của tao, còn đối xử với tao như vậy. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mày mãi mãi cũng không biết sư tỷ có địa vị như thế nào trong lòng tao đâu. Là mày bảo người khác đánh gãy xương cốt của chị ấy. Diệp Bắc Minh duỗi tay, nắm lấy một cánh tay cơ bội. Cơ bội hoàn toàn luống cuống, đừng. Diệp Bắc Minh bỗng dùng sức. Răng rác. Âm thanh khiến ra đầu người ta tê dại vang lên. Á, tao là thập công chúa của cơ tộc, sao mày dám đối xử với tao như vậy?
Răng rác, răng rác, răng rác. Anh không đếm xỉa đến tiếng kêu cực kỳ bi thảm của cơ bội. Bóp nát xương cốt cả người cơ bội từng khúc một. Đôi mắt nhị sư tỷ tao cũng do mày đào. Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng. Cơ bội cầu xin tha thứ như một con chó chết, đừng mà, cầu xin anh, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi. Diệp Bắc Minh đưa tay về phía hai mắt của cơ bội. Phụt. Máu tươi vẩy ra, anh trực tiếp đào đôi mắt của cô ta. A. À. Cơ bội phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bội nhi, đừng. Từ đằng sau đám người truyền đến một âm thanh buồn bực và giận dữ, thằng chó đẻ, mày dám đối xử với cháu gái Cư Vân Thương này như thế hả? Mày thả con bé ra cho lão phu. Cơ bội phát ra âm thanh yếu ớt. Ông nội, cứu cháu. Trước. Tiếp. Diệp Bắc Minh tiện tay vứt cơ bội qua một bên, viện binh của mày đến rồi đó, biết cái gì là tuyệt vọng không? Nói rồi anh chậm rãi nhấc chân lên, chĩa đế giày vào đầu cơ bội. Rồi anh dẫm mạnh chân xuống. Dầm. Đầu cơ bội nổ tung như quả dưa hấu. Ôi! Mọi người có mặt ở đây hít sâu, bọn họ bị dọa mất hồn mất vía. Anh lại dám dẫm chết cơ bội ngay trước mặt Cơ Vân Ư. Cách làm của tên này quá đáng sợ rồi. Cơ Vân tức điên người, sùi bọt mép hét lên, á! Tên xúc sinh kia, hôm nay lão phu phải khiến cho mày chịu thiên đao vạn quả. Diệp Bắc Minh lười ngó Cơ Vân, anh xoay người nhìn về mấy thanh niên thần huyết kia. Rồi anh từ từ bước tới chỗ bọn họ, một con huyết long bay ra khỏi cơ thể. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm vang lên. Rầm, rầm, rầm. Hơn 10 người bị nổ tung máu bay đầy trời, một đám thanh niên hậu duệ thần huyết đang vênh váo hống hách lăn đùng ra chết. Á! Máu văng đầy người Thôi Triệu, gã ngã phịch sụi lơ xuống đất. Từ sâu bên trong học viện giám sát truyền tới tiếng gào thét đau thấu tận tim gan. Không! Tên xúc sinh kia, mày dám giết cháu tao à? Hoàn Nhi! Giận Hy, không! Từ tiếng gào thét căm phẫn vang lên, bảy lão già lao tới như lũ thú hoang. Mỗi người đều tức giận đến mức lòi mắt ra, lòng họ như nhỏ máu. Ngay khi nhìn thấy bảy người kia, ánh mắt già nua của đế khuyết trầm tư, Trịnh Lôi Văn, cảnh giới vực vương sơ kỳ. Năm ấy, lão phu đã gặp ông ta ở trận chiến công thành, dù một địch ba ở cùng cảnh giới cũng không rơi vào thế hạ phong. Lý Thái Hư, cảnh giới vực vương sơ kỳ. 5.000 năm trước ông ta chính là kiếm đế của nhà họ Lý, kiếm kỹ rất thần sầu. Cổ Thiên Xuyên, cảnh giới vực vương sơ kỳ. Ông ta luyện đao đến thuần thục, đã từng dùng một đao chẻ đôi ngọn núi. Lục Uyên, cảnh giới vực vương sơ kỳ. 1.000 năm trước, lão phu đã từng so đấu với ông ta là một đối thủ rất đáng sợ đấy. Hoàng Phủ Phong Tà, cảnh giới vực vương sơ kỳ. Ông ta rất bí ẩn, am hiểu dùng độc dược, con người rất âm hiểm và ác độc. Phong Vu Cấm, cảnh giới vực vương sơ kỳ. Cơ thể của ông ta rất khủng khiếp, đồng cấp gần như không một ai có thể phá vỡ phòng ngự của ông ta. Bắc Minh Chính, cảnh giới vực vương sơ kỳ. Gia tộc bọn họ không chỉ có được tiến hóa thần huyết ở chiến trường Thái Cổ, hình như còn có một dị hỏa nữa. Xoạt, xoạt, xoạt. Cả bảy người cùng lao tới trước. Tính thêm cả Cơ Vân trong đó thì có tổng cộng 8 vị cường giả cảnh giới vực vương đang bao vây cả 8 hướng của Diệp Bắc Minh. Đã kịp chuyện chữ, các bạn ráng chờ đừng hối nhé, có đủ mình sẽ úp ngay, cảm ơn. Hết tập 51.